Hàng Nội Địa Nhật Vũ xin kính chào tất cả các bạn hãy nghe một con Denon 33 đồng bộ đẹp mắt, và hàng này là hàng của Nội Địa Nhật nha, điện 100V. Tuy nhiên cái dòng này là dòng cho xuất cho thị trường châu Âu, xuất cho thị trường Mỹ và được thiết kế, cái mẫu mã thiết kế ở châu Âu nha. Đời tôi là chiến binh rừng núi, anh chơi đĩa CD. Các bạn thấy cái mẫu thiết kế rất là độc đáo với cái loa úp ngược nha. Mình không có đặt ngược loa đâu, mà thật sự là cái thiết kế nó là ngược như vậy nha. Và một cái màn loa bass 12, bass lõm không có mũi xuyên suốt, và một cái gân zin bản gân rộng rất là mềm mại cho cái phần âm trầm sâu. Còn cái phần đặc biệt nhất ở đây là cái phần trep. Cái trep, cái từ bên trong là cái 500 á, là 500 neo medium. Neo D medium này là một cái loại 500 cực kỳ hiếm, mà nó không cần cái đường kính cũng như là không cần cái kích thước quá lớn, nhưng mà vẫn mang lại cái âm sắc mà gọi là cực kỳ chi tiết với một cái độ bền ấn tượng ha. Thì cái neo medium này chỉ dành cho những cái dòng loa VIP của một hãng nào đó, hoặc là đa phần dành cho những cái dòng loa mắc tiền thôi. Con này được thiết kế ở châu Âu, và các bạn có thể dễ dàng lên trên trên mạng gõ cái tên con này ra thì các bạn sẽ thấy rất là nhiều thông tin, ngay cả ở trang của Nhật, trang của Mỹ và trang của châu Âu, và tính giá thành bằng euro ha, và nhiều cái của Pháp nữa. Mình tìm hiểu thông tin sơ sơ thì cũng đã thấy rất là nhiều rồi các bạn nè. Đó, ở phía sau này các bạn thấy cái thiết kế nó nhìn khá là quen ha, vết bắp chuối mạ vàng, và cái phần thiết kế này dành cho những cái dòng loa như là M37 đổ lên, 37, 38, 39, 40. Những cái dòng loa hiện đại của đời sau này thì con này nó đã nằm vào cái top này rồi. Và ở đây nó được viết nè, cái này là được sản xuất design in Europe, Euro, là con này là sản xuất ở, được thiết kế, cái mẫu mã thiết kế ở châu Âu. Đây. Và cái mạch phân tầng dành cho cái dòng này thì các bạn thấy, cái mạch phân tầng rất là khủng nha. Những cái loa bút xeo là dành những cái loa bút xeo lớn, size trung, và ngay cả những cái dòng size đại luôn á. Tại cái mạch phân tầng nè, dây đồng nguyên chất hết nha, và rất là bền bỉ theo thời gian, và âm thanh rất là sạch, rất là nét. Một cuộn dây đồng, hai cuộn dây đồng và ba cuộn dây đồng. Ở đây là ba cuộn ha, cuộn này được quấn chống nhiễu. Còn ở đây là tụ, những cái tụ 1, 2, 3 cái tụ màu xanh, và ba con điện trở. Nó tách ra ba dải tầng rất là chi tiết. Lỗ thông hơi nè, và các bạn, cái thành gỗ rất là dày, là một cái lớp trên này và lớp ở dưới này nữa. Ở bên trong các bạn sẽ thấy những cái bông tiêu âm đó. Và với cái củ từ đôi bọc nhôm nè. Cái đường kính mặt trước là 12, đường kính phía sau là 11, đảm bảo với các bạn luôn, nó gần bằng mặt trước luôn á. Từ đôi bọc nhôm. Chơi lâu đó, nó tản nhiệt tốt, chống rung tốt. Còn cái phần trap neodymium của chúng ta nó chỉ rất là nhỏ gọn luôn, nhưng mà quan trọng là từ hiếm nha, cái 500 hiếm. Đó là cái phần nội thất ở bên trong các bạn. Phần mở phía sau bốn móc này ra là các bạn thấy rồi nè, bốn móc nó rất là sâu. Nãy giờ thật sự là chơi nhạc là cho các bạn nghe âm thanh trước, chứ thật sự là nó bị xì gió ở bốn cái lỗ này, tiếng bass của nó sẽ không được hay. Là bắn vào thì nó nén, cái tỷ suất nén của nó đúng với lại nhà sản xuất ha. Các bạn có thể sử dụng chất bắp chuối, hoặc là các bạn cứ gắn ở phía trong phía đuôi như vậy giống như mình. Đó, các bạn không có phải dịch chuyển hay là thợ mở ra mở vào. Đó. Và chúng ta đang chơi đĩa CD nè, một cái dạng đĩa chép. Các bạn mua trên các trang thương mại điện tử. Và các bạn có thể kết nối với lại cổng AUX. Dây này mình tặng kèm loại dây tốt ha. Và con này có 3 cổng AUX đầu vào, 1, 2, 3. 3 cổng. Thì các bạn có thể kết nối với 3 thiết bị khác nhau. Máy tính nè, TV nè. Và các bạn có thể sử dụng một cổng kết nối để chơi hộp Bluetooth như vậy. Hộp này hộp 300, để các bạn có thể chơi hộp 200. Sorry, hộp này 150. Bluetooth 5.0 như nhau, khác về mẫu mã và
Con này thì có cổng quang Smart TV và cổng USB lossless. Chơi USB lossless được ha. Bằng nhôm. Nhưng mà cái quan trọng là Bluetooth thì nó như nhau. Và chút nữa mình sẽ test cái phần tính hiệu Bluetooth cho các bạn. Không có độ trễ luôn. Cái con này nè, các bạn, nó được trang bị con chip giải mã âm thanh Burbrow Japan. Burbrow rất là nổi tiếng. Cái chip này tên là Burbrow Japan với mã là 741E. Để các bạn lên mạng thấy ngay nha. Giải mã phải gọi là cực kỳ chi tiết cho bất kỳ các đường vào nào, chẳng hạn như CD và cổng AUX. Con này không có cổng quang Smart TV. Tuy nhiên nó vẫn giải mã bằng cổng analog, nên các bạn có thể gắn cái dây AUX này nè vào cái TV mà nếu cái TV của các bạn có cổng analog, cổng 3.5, cổng tai phone đó. Cổng giống như nè. Một cái đầu là một cái đầu 3.5, còn cái đầu còn lại và AUX. Thì các bạn có thể sử dụng một dây để kết nối với lại TV, còn một dây thì các bạn kết nối với lại hộp Bluetooth như vậy. Tất cả các đầu vào đều được sử dụng xử lý qua con chip giải mã Burbrow Japan 741E. Và cái đầu này có cái tăng phô nguồn rất là lớn. Ở đây thì chúng ta không thấy rõ lắm. Phô nguồn nằm nguyên cái bảng cỡ này luôn nè. Dây đồng nguyên chất ha. Tụ của con này cũng là tụ màu nâu. Tụ dành cho những âm ly lớn. Âm ly có size lớn hơn âm ly size trung luôn á. Nói chung là được trang bị tới tận răng luôn. Mỗi cái loa này chiều cao là 20 thôi. Nhưng mà công suất này nè. Sẵn ở đây cho các bạn xem. 6 ohm, 60 cho tới 120W, các bạn thấy không? Rất là khủng ha. Cái thiết kế này lúc nào nói chung là cái chuyển qua cái bản thiết kế này á, là cái công suất của nó là 60 tới 120 không à. 120 thì cũng có cái lý của nó. Thứ nhất là công suất nó cũng đã rất là khoa học rồi. Nhỏ gọn nhưng mà cái phần khoa học. Thứ hai nữa là có bộ mạch phân tầng này nè. Bản thân cái mạch phân tầng nó đã cản âm rất là nhiều rồi. Nên cái phần nó ít có bị cháy. Cái đó gọi là cái ngưỡng thôi ha. Cái ngưỡng thôi. Còn thật sự cái công suất thực tế thì nó cũng nằm ở dao động ở khúc giữa 60 tới 120 thôi nha. Chứ các bạn đừng nghĩ là cái loa này nó lớn hơn gấp đôi những cái loa của đời trước nha. Không phải nha. Công suất nó không lớn tới vậy đâu. Nhưng mà được cái bộ mạch phân tầng nó khủng quá nè. Và cái phần trap của nó là trap neo. Nên nó khả năng cái ngưỡng nó lên rất là cao. Và cái khả năng chịu tải á, của nó cũng cao. Rồi mình gắn vào rồi. Gắn cái phần mạch phân tầng vào và cái đuôi vào rồi. Con này mức giá hiện tại là 3.600.000. Và là mức giá là cực kỳ tốt luôn. Với một bộ máy rất là đẹp, rất là hiếm. Và một cái công suất lớn, ngoại hình gọn. Mỗi loa này nãy mình có nói chiều cao là 20 ha. Mà chiều sâu cái loa là 25. Các bạn sâu tới 25 lận nha. Siêu khủng. Chính vì đấy lấy cái lực âm trầm cộng hưởng từ cái chiều sâu á, giảm chiều cao là công nghệ mới nữa. 3.600.000 đã kèm cái điều khiển học chỉnh full tính năng bass trap này nọ, tính năng đầy đủ ha. Còn các bạn muốn lấy thêm hộp Bluetooth thì nãy mình có báo giá với bạn là loại 150 hoặc là 300. Còn biến áp là 150.000. Chúng ta quay trở lại với cái phần test nhạc thông qua cái kết nối Bluetooth cổng AUX. Các bạn có thể thao tác trực tiếp ở trên máy hoặc là các bạn sử dụng điều khiển. Bass trap lên tới cộng 10, trừ 10. Và Super Dynamic Bass nữa. Nhồi âm siêu trầm lên. Trên YouTube nha các bạn, và thông qua cái hộp Bluetooth này nè. Bass trep lên mức cộng 4, còn Super Dynamic Bass mình đang on lên là đang bật, các bạn có thể đẩy qua đẩy lại như vậy nè đó. Tắt mở thôi, đơn giản ha. Con này cũng khá là ít nút nên cũng rất là dễ chỉnh. Mặt phay nè, mặt phay nhôm nha, các bạn thấy mặt phay nhôm rất là đẹp. Vân xước, mà xước là xước đứng á, chứ không phải xước ngang. Nút của bằng nhôm rất là sang nha. Và con này nãy mình quên đề cập là đĩa nó đọc được đĩa MP3, đĩa CD á, đọc được cả đĩa thường và đĩa MP3.
Trên này nắp tất nhiên là bằng nhôm rồi. Cái hậu con này rất là sâu, hậu con này lên tới hơn 30 cm, này cái loa là 25 rồi. Đó. Mỗi loa nặng 3,4 kg, dù chiều cao chỉ có 20 thôi nha các bạn. Mỗi loa nặng 3,4 kg, các bạn thấy rất là chất lượng. Còn cái đầu này nó nặng tầm 5 kg mấy. Cái tăng phong nguồn rất là lớn nên nó cũng khá là nóng. Nhưng mà cái quan trọng nóng ở đây là nóng hay, chứ không phải là nóng là nóng hại. Con này chơi nhạc mạnh thoải mái á, tại vì đề nông mà. Những cái dòng đề trước của nó là đã chơi nhạc mạnh, nhạc rock á. Nhiều khách thích con chơi đề nông mà nhạc rock lắm. Con này thì nhạc hiện đại cũng ok các bạn. Cái hộp Bluetooth này nó không có độ trễ đâu các bạn, thoải mái nha, tương tác liên tục vậy. Chơi ba thể loại nhạc trẻ, nhạc DJ rồi. Rồi mà con này nó lạ cái là ở chỗ là lúc này trên các bạn lên đầu tiên các bạn sẽ thấy thế giới di động á, 2012 á, có review về con này nè, các bạn lên tìm hiểu nha, thế giới di động.com. DJ Anton Remix. Bắt rất là sướng. Rồi, kết thúc bài test của chúng ta ngày hôm nay. Đây là con Denon M33. Một cái dòng mà chơi thị trường của Nhật cũng như là xuất cho thị trường châu Âu, thị trường Mỹ khá là nhiều. Một dòng rất là hiếm và mức giá phải gọi là cực kỳ phải chăng nha. Nói chung là nó cứ gọi là dùng giống như là gọi là theo thời giá nha các bạn. Hàng càng hiếm thì nó lại càng mắc. Mà nói chung là những cái dòng càng VIP nó định hình ở bên Nhật á, nên về đây lấy giá cao thì bán cao, mà mình lấy được giá tốt mình bán tốt nha. Chứ các bạn đừng có so sánh thời gian, chẳng hạn giờ lúc trước nó bán rẻ hơn hay lúc trước nó bán mắc hơn, tại sao lúc này nó bán rẻ lại hay lúc này nó bán mắc lên. Rồi, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi, đừng quên bấm like cho mình nha.